Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, tuyến đường Mỹ Xuân, Ngã Giao, Hòa Bình kết nối giao thông các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và thị xã Phú Mỹ có lượng tham gia giao thông rất đông và đoạn đường qua khu vực cầu Suối Lấp là một đoạn đường nguy hiểm. Trong thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 12, ô tô tải biển kiểm soát 37C05627 chở dăm gỗ lưu thông hướng Ngã Giao đi Mỹ Xuân. Khi đến cầu Suối Lấp, thị trấn Ngã Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, do tài xế lạc tay lái nên xe lật ngang khiến toàn bộ dăm gỗ trên xe đổ ra đường. Trước đó, ngày 2 tháng 12, em TTQ 16 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, điều khiển xe máy biển kiểm soát 72F54624 chở theo một em nhỏ 13 tuổi, trú tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, lưu thông hướng Ngã Giao đi Mỹ Xuân. Khi cách cầu Suối Lấp hơn 20m thì tự đâm vào cột mốc ven đường. Tai nạn làm em nhỏ 13 tuổi tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Vào ngày hôm sau. Tại tuyến đường này, theo ghi nhận của phóng viên, một số đoạn đường đã xuống cấp, chiều rộng mặt đường hẹp, có nhiều đoạn đường cong, nhỏ và dốc. Đặc biệt, tại đoạn cầu Suối Lấp, một phần do yếu tố mặt đường, một phần do yếu tố chủ quan của người tham gia giao thông nên dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra như thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, để cảnh báo người tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra, đề nghị các cơ quan chức năng lắp đặt thêm các biển báo cần thiết, kiến nghị cải tạo và bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân tham gia giao thông an toàn trên đoạn đường này. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 12, một sự kiện thể thao quan trọng diễn ra đã tác động đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Sau khi kết thúc trận đấu, từ nhiều trục đường chính, người hâm mộ đã đổ ra các tuyến đường Quang Trung, Hạ Long để ăn mừng. Tại khu vực bãi trước, người hâm mộ đã mang theo nhiều cờ tổ quốc, băng rôn với khẩu hiệu Việt Nam vô địch cùng đi diễu hành. Nhiều bạn trẻ đã đeo băng rôn trên trán, dùng miếng dán hình cờ tổ quốc trên má, tập hợp lại thành nhiều nhóm cùng hò reo cổ vũ ăn mừng. Nhiều người còn tận dụng những chiếc xe tải nhỏ, chở theo nhiều cổ động viên phía sau cùng hò reo kết hợp với trống và kèn, tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, hòa trong dòng người với sắc cờ đỏ sao vàng phấp phới. Để đảm bảo cho người dân xuống đường diễu hành trong an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự công an thành phố Vũng Tàu đã có mặt để đảm bảo cho người dân xuống đường ăn mừng ngày hội chiến thắng an toàn và thông suốt. Thưa quý vị, như vậy đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục đá trận chung kết lượt về vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Hy vọng rằng bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì người hâm mộ Bà Rịa Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục giữ tinh thần và những hành vi ứng xử văn minh, an toàn khi tham gia các hoạt động diễu hành mừng chiến thắng của đội bóng. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, bị thương 19 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 9 vụ, số người chết giảm 2 người, bị thương tăng 10 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, 5 vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, 3 vụ do chạy quá tốc độ, 2 vụ do không chú ý quan sát, 10 vụ có nguyên nhân khác và đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông gần 900 trường hợp, trong đó 224 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 135 trường hợp vượt quá tốc độ. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 958 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 751 triệu đồng, tạm giữ 170 ô tô, xe máy, tước giấy phép lái xe có thời hạn 65 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.